Công ty điện tử Anh Nguyễn, công ty Auto Anh Nguyễn xin trân trọng kính chào đến cả các bác, các anh, chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay Anh Nguyễn ấy tiếp tục giới thiệu chi tiết cụ thể cách cân chỉnh đường mic của dòng Mr. Bàn có tên là Shure EFX 12. Thì thực ra cái dòng Mr. Bàn này mục đích để phục vụ các cái bộ âm thanh sự kiện, tức là đòi hỏi để kết nối nhiều tín hiệu vào cùng một lúc để phục vụ các cái mục đích khác nhau. Thì hôm nay em giới thiệu đến tất cả các bác đang gặp khó khăn về cách cân chỉnh đường mic trên bàn Mr. Sorak EFX12 này. Thì bởi em là người cung cấp cho nên em sẽ có một cái bài hướng dẫn chi tiết. Thì em chỉ hướng dẫn riêng biệt về đường mic. Đường nhạc thì dễ rồi. Đường nhạc thì bác chỉ cần cấp đây thôi. Có bác cấp nhầm đây không có nhạc đâu nhá, cấp đây hoặc hai lỗ này, hai lỗ trên này tương ứng hai lỗ dưới này, như này thì tất cả cái lỗ này thì có thể cho đường nhạc vào được hoặc là cắm mic được. Tất cả lỗ từ cái line này bác nhé, từ line số 1 đến line 12, nhìn đây số 1 đây, đây là 212 này, có thể các bác vừa cấp được nhạc mà có thể cắm được mic. Thì giờ em phải nói chuyên biệt về đường mic thôi. Các bác muốn hát được cái nhẹ, hát được nhẹ được điều tiên bác nhìn thấy em có hai nút trên áp màu vàng đây bên tay phải các bác ngoài cùng, cho nhìn thấy đây người ta ký hiệu từ âm vô cùng đến 10 dB, thì bác gạt em ít nhất là tầm vị trí 5, các bác nhìn nhá, như này gần 5, để không cũng được, để không thì hát nó bị bí trong ca này không. Cái thứ hai là bác cái nút màu cái này màu màu tím tím này thì bác cũng gạt em ở vị trí không đã, gạt ở vị trí không thì không. Tiếp theo thì bác sẽ trong 12 line này bác sẽ chọn một line bất kỳ, line nào cũng được. Em ví dụ em chọn line ngoài cùng nhá, line 12 đi để nó gần tay dễ làm này, line 12 đây. Em sử dụng được mic thì em cắm mic vào line số 12. Các bác chú ý đừng cắm ở đây nhá, cái lỗ mà 6 ly mà insert này cắm nó không có tiếng đâu, mà thứ rất nhỏ bác cắm vào line ở đây cho em, nó hạn chế cái tín hiệu đầu vào. Và sự cắm line 12 thì những cái nút sau đây liên quan đến đường to của mic, đường to của mic. Thứ nhất là các bác nhớ này, hai nút màu vàng này tức là toàn bộ tín hiệu được cấp vào cái bàn mixer này sau khi tinh chỉnh sẽ bị hai nút này nó khống chế đấy, để đưa xuống cục đẩy hoặc thiết bị khác. Thì bác để em bị chi năng, cứ để tạm đi năng, tức là tổ mic đấy nó không bị ngạt đấy. Tiếp theo này, cái nút màu đỏ hóa trên cùng này, nó ghi là gain. Gain thì cái nút này nó có ý nghĩa là gì, tức là nó hạn chế cái tín hiệu đầu vào, tức là đầu vào có thể bác cho lớn lên hoặc cho nhỏ lên. Thì thông qua cái nút trên áp bạn này, nếu các bác vặn về 5 thì nó vẫn có tiếng, nó cũng có tiếng nhưng mà nó bé giọng ca. Alo, alo, đúng không? Nó bé giọng ca, nó bé, hát nó sẽ bị ngạt tiếng, từ hạn chế đầu vào. Thì cái này bác có thể để cho em bác để em có thể đây, bác nhìn vị trí 30 này, tạm thời bác có để cho em vị trí 30 đây. Bác lùi cho em xuống tầm khoảng 10 giờ đi, em gọi 10 giờ dễ, khoảng 11 giờ khoảng đấy, hoặc nhỏ một chút nhé bác nhé, tùy biến chứ không có cứng nhắc. Thì bác có hiểu em lúc này, lúc là nó có thể là cắt bớt cái tín hiệu đầu vào, giảm đi ốp ấy, cái hai gọi là để decibel ấy, giảm tín hiệu vào. Thì bác nhìn em nó ký hiệu là từ âm 15 đến 60 dB, đây âm, đây là đây dương 5 đến 60 dB. Thì bác để em ở cái vị trí tầm 11 giờ, bác nghe xe to hơn nhé. Alo, alo, alo. Thì đó, với chỉ như này là mới có tiếng mic khô, tức là tiếng mic mà mình nói như nào thì mic nó sẽ thu vào và đưa ra loa như vậy. Thế giờ cái giọng ca rất quan trọng, nó liên quan đến bị lặp lại này và kéo ra giọng ca này, dì vợt này, hay còn người gọi chung gọi là effect. Effect là tổng hợp gồm có dì vợt và có echo đấy. Thì đây chính là
là cái cần mà các bác đang cần quan tâm. Thì những nút sau đây liên quan đến đến phần vang nhại, các nhìn em nhé, những nút sau đây trên bàn mixer bác này, thì những nút màu tím, các nhìn này, màu tím này, nó người ta sản xuất người ta rất là chi tiết này, màu tím, màu tím, những màu tím này, màu tím, màu tím này, màu tím này, đấy đúng hình chữ L chứ bác, màu tím là liên quan đến cái độ vang nhại của đường mic đấy. Thì đầu tiên bác chú ý em này, cái nút này là nút rất quan trọng này, nút này nó ghi là A B FX 1 giữa này clip. Thì cái nút trên áp là nó sẽ có rất nhiều chế độ bác này, bác nhìn đây nó có 10 từ 1 đến 16 chế độ theo nó được viết theo kim đồng hồ. Thì cái dòng này nó có hai chế độ để chỉnh eco, thế là chế độ A, thứ hai chế độ B. Thì chế độ A người ta cũng được ký hiệu từ 1 đến 16, B cũng được ký hiệu 16. Thì bác nhìn vào cái này là chiếc cái bảng, bảng này em bản mixer này nó hoạt động 24 bit đây. Thì banh A thì khi cái đèn này khi mà bác quay trên áp này, trên áp này cái đèn màu xanh nằm ở kênh A thì nó ứng với mỗi cái số ở trên cái trên áp này, này một này, như này một nó là S chấm han, hai là L chấm han, ba là V chấm han, vân vân, thế cuối cùng là 16 là SP ring đấy. Thì nếu cái đèn mà cái đèn mà nó sáng ở cái cửa A thì cái bảng tablo này sẽ có giá trị đấy, còn nó sáng ở cửa B thì từ 1-16 thì cái bảng B này có giá trị đây bác nhỉ, đây, banh B, banh B đúng chưa. Tất cả lúc này bác nhả hết, đừng ấn nhé, đừng ấn mà nhả hết ra, chắc hai ngày nhả hết ra và tất cả lúc đồ này bác nhả hết ra đó. Thì bây giờ cái yêu cầu mình làm ở ngoài trời đấy hoặc trong nhà thì mình sẽ sử dụng ở kênh B. Kênh B thì cách làm sao để chuyển đèn là kênh B, đây là kênh A nhé, để chuyển đèn sang kênh B thì bác quay tròn lúc này, quay khi nào quay thuận kim đồng hồ được thì bác quay xuôi ngược, xong rồi quay xuôi, khi nào quay kỳ cái đèn mà nó đèn đèn điện báo ấy từ kênh A này nó nhảy về kênh B chưa nhảy à, quay khi nào kỳ nhảy thôi. Đấy, quay khi nào bác nhìn thấy cái đèn kênh B nó sáng thì nó sẽ cho phép người dùng chế độ băng B này, băng B nhìn chưa. Thì bác nhìn vào đây chế độ 1 đây, chế độ 1 đây thì nó ghi này là S.daily. Thì mình thường mình dùng ở chế độ này bao nhiêu này, chế độ 14 là dì vật và daily, dì vật daily. Thì bác nhìn này thì bác sẽ quay cái này ngược vào đúng chế độ 14, chế độ 14 là chế độ 14 đó nhá. Nhưng bác nhớ là cái đèn ở kênh B này phải sáng, không may nó nhảy kênh A thì mình phải xoay làm sao nó phải về kênh B, phải xuôi hoặc xoay ngược làm sao cho cái đèn nó nhảy về kênh B. Và làm chế độ 14 thì bác nhìn vào cái băng B đây, banh này gọi banh B 14 nó là ứng sang, nó là dì vật đấy đi, 14 của kênh A thì nó là gate đấy. Thì mình dùng chế độ này. Tiếp theo có những cái đèn tempo này, nó phải nhanh nhanh, nếu nó không nhanh bác ấn như em này, ấn nhanh, ấn nhanh, khi nào có đèn là nhanh nhanh thật nhanh là được đấy, nó phải ấn nhanh nhanh như này, dừng đèn nhá, nó chậm này thật nhanh nhá. Nó khoảng 3 cái nó sẽ là nháy tít mù này.
thì tất cả cái nút này nó sẽ sáng, đúng không? Cái nút này, bạn này nhìn nút này, AB này, và G và nút A, D khơi vẫn số cao, B là FBK trên DBH và AB đây. Thế đây mình đang dùng ở chế độ B nhá, B này, B này, B. Thấy chưa? Đèn nó sáng, bác tức là đèn tấm bốn mà nháy nhanh. Nhanh nhanh thì nó tác dụng, thì bạn ấn một ba cái này. Đấy, đèn nó nháy mù lên. Khi bạn ấn xong rồi, bạn muốn lưu lại chế độ này, khi tắt điện đi nó vẫn nhớ. Tức là nó đang hoạt động ở chế độ 14 đúng không? Thì bác sẽ ấn đây. Ấn vào đây. Bác muốn cho mất đèn này. Đấy, bác gõ này sẽ mất này. Thì bác muốn lưu lại thì bác ấn vào đây. Hoặc là bác giữ. Giữ. Khi nào thấy ba đèn trên nó sáng thì chế độ lưu được hoàn thành. Đấy. Giữ kiên trì nhá, giữ ba đèn này sáng. Thì coi như chế độ mình dùng người dùng là chế độ banh B và chế độ 14 là đã hoàn thành, tức là có eco và gì vật. Eco gì vật, em bác nghe nhé. Alo. 1 2 3 4 5 6. Thế bây giờ bác chú ý như này, nút trên cùng này chính là nút Cbeat, tức là lặp lại giọng ca đấy nhá. Alo, bác nghe này, quay lên này. Alo, đấy, tức là lặp cái này trong một, ví dụ trong một giây nó lặp lại 3 tiếng, trong giây lặp 10 tiếng, tức là cái thời gian nó sẽ ngắn lại giữa một câu lặp lại thì nó sẽ là nhiều. Alo, bác chỉnh làm sao cái lặp lại này nó hợp lý, nhưng theo em thì nó để tầm hơn 1 giờ là được. Alo, 1 2. Thứ hai nút tiếp theo này, nút này, nút này chính cái nút daily kéo dài giọng ca. Alo, alo, có thể hợp lý là được. Alo, còn cái nút này bác có thể bác động vào cho mất điện được, sao để 12 giờ là sao ạ? Alo, 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Bên cạnh đó, giả sử bác dùng ở cái line 12, bác chú ý này, nút màu màu tím này, nó liên quan đến, tức là tăng độ vang nhại cho từng line một nhé. Cái biển, mặc dù bác để nút vàng này ở vị trí không rồi, chỉnh Cbeat daily hợp lý rồi, nhưng bác quên không mở nút này, màu tím này, thì quay như cũng không tác dụng. Để bác nghe đi nhé. Alo, em khóa nhé. Em khóa. Alo, alo. Cái này là chỉ có tiếng micro. Thế tại sao người ta phải dùng như vậy? Mỗi line người ta phải dùng cho một chiếc áp riêng, chỉnh độ vang nhại cho từng cái đường mic này. Thì để là phù hợp với các cái chương trình làm việc, ví dụ hội nghị đang hát thì bác có thể tăng echo. Mặc dù cái hệ thống này bác chỉnh rất cân đối rồi, ngon lành rồi, lành rồi. Đấy, pha trộn cái này hợp lý rồi. Alo, alo. Bác không muốn chỉnh lại và phát biểu ấy thì bác chỉ cần giảm cái xuống một tí. Giảm một tí thì cho hơi đá echo, nó không bị, khi phát biểu không bị rối mới nghe nhá. Alo, alo. Đấy. Alo. Nếu bác giảm hết thì nó sẽ phải tiếng micro. Micro đây. Alo, alo. Đúng chưa? Thì cái nút này tức là nó có giá trị chỉnh vang nhại cho từng line một. Đây, tất cả nút màu tím này có giá trị cho từng line một. Thế còn những nút to nhỏ liên quan được mic quá nhá, thì thứ nhất là bác cắm vào line nào thì nút này chính là nút gain này. Thứ hai là nút này to nhỏ, đây chính là nút to nhỏ nhá, to nhỏ. Còn này chỉ hai biên độ nhá, nó chỉ hai biên độ thôi, biên độ tín hiệu xuống thôi. Tức là bác vặn về 5 là vẫn còn tiếng này. Alo, alo. Thế nhưng mà nút này nó chính nút to nhỏ của mic này, nếu bác giảm về đến âm một cùng là sẽ hết cái mic này. Alo, alo, đúng không? Alo, tăng lên có này. Alo, alo, alo. Thế thì những nút mà liên quan đến to nhỏ, thứ nhất là cái chiếc áp gạt lên xuống này.
Thứ hai là rút chỉnh ghen này. Thứ ba là vôn tổng. Vôn tổng nó bẻ, mặc dù bác có cho hết cỡ lên, hết cỡ, bạn hết cỡ lên. Bác alo nó không có tiếng này, mình nhìn nhá. Alo. Mà bác để cái nút tổng nó bé quá thì nó sẽ bị bó nghẹt trong ca. 1 2 3 4. Đấy. Nó sẽ bó nghẹt ca. Thế nên là khi bác chỉnh nó phải cân đối giữa nút ghen này, nút to nhỏ này, cho đường la này và nút tổng. Nút tổng. Cái nút to để của nó có hai bị sôi. Có thể bác để ở vị trí không được hoặc nhỏ hơn không. Đấy, nhỏ hơn không. Tùy mình thôi. Để cái mixer này để nhiều nó hay bị nhiễm sóng hay bị sôi. Thì theo em thì để mức không dưới mức không một tí. Thì bác tăng ghen một tí này. Tăng nút nút to nhỏ của cho từng đường la một nhá. Này. Alo. Nhỏ quá tăng này. Alo. Tăng ghen đây này. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nếu mà tiếng vang nhại mà nó chưa tốt lắm thì bác phải tăng đây. Alo, 1, 2. Hoặc tăng cái echo tổng nữa mà này. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy. Và em nói lại này. Những nút liên quan đến độ vang nhại. Thứ nhất là bác chú ý em 3 nút này. Để đập lại giọng ca này. Kéo lại giọng ca này. Và nút effect tổng một tím này. 1 này. 2 3 4. Là lúc này nút lấy chế độ nhé, lấy chế độ em nói kỹ rồi. Chế độ kỹ rồi. Và từng đường like cụ thể một thì có cái nút này. Đấy. Còn to nhỏ này 1 này. 2 này. Và 3. 1 2 3 liên quan đến độ to nhỏ của giọng ca. To nhỏ của vốn lượng giọng ca. Còn tạo lên cái độ mà vang vọng thì có nút này. Cái này là 2, 3 và lấy chế độ là 4. Nhưng bác nhớ vào kênh B nhá. Đó. Thế thì tiếp tục này. Bác để giọng ca mà nó có hồn hơn thì cái nút chính này nút chỉnh chép. Đầu tiên này. Bác nghe em chép nhiều quá là rú chắc. Ít quá thì tối giọng ca. Alo. Bác tăng lên thì sẽ chép nó khác ngay này. Alo, 1, 2, 3, 4. Nó sáng ca nhưng vừa nó rú. Tiếp này, đây là nút chỉnh chung nữa này. Alo, 1, 2, 1, 2. Lút này chính là lút gì? Alo. Đấy. Cái lút này lút cắt tần số. Cái lút này lút là lút cắt trống. Vì ồm này. Anh cho quá nó ủ rú. Lô. Thì bác để vừa thôi. Đấy. Tức chỉnh trống. Chỉnh trống này. Trung này. Để ra hợp lý. Còn lút áo ấy thì bác khóa phải cho em được. Cái nút này bác phải để một cái ba lăng nhé. Ba lăng cân bằng hai vế thì bác phải để cho em về giữa. Còn tất cả nút màu này bác để nhá hết cho em. Bây giờ giả sử bác muốn mai bác ấn này là câm tại chỗ nhưng nó không phải chỉnh miệng. Alo. Bác có thể bác mở hết ra nhưng bác ấn này câm, tức là câm hiện tại mình không can thiệp. Giả sử em alo cắm hai mic, mình muốn cho câm một cái mic không nó không bị nhiễu tiếng, bác ấn nút alo thế là hết. Thì bác không phải can thiệp gì trong quá trình những nút kia rồi, mình đã chỉnh tốt rồi, mình đã chỉnh lại nó rất khó. Bác giảm này mất thời gian đúng không? Khi bác đưa lên nó không hợp lý. Đấy thì lúc này nó câm hiện tại. Nhạc vậy, ví dụ nhạc đây. Câm hiện tại này. Để bác chuyển sang một cái line khác. Đấy, line khác. Cái quá trình thì chỉ mic như vậy thôi, em nói lại tổng quan này. Liên quan đường mic. Độ to nhỏ ấy, thì gồm bốn nút này. Đây em nói cái line ấy, từ cái line này sẽ suy cái line khác như nhau. Một này. Hai này. Có riêng biệt cái line này không nhé. Ba này. Là liên quan độ to nhỏ. Ngoài ra còn yếu tố đẩy nữa. Một, hai, và ba. Thế còn liên quan đến độ vang nhại. Cái hiệu ứng ấy. Thì mỗi line nó đều có một nút riêng biệt này. Màu tím này. Một này. Hai, ba, bốn, năm và sáu. Thì đây chính là nhạy tổng. Sau khi bác muốn cân chỉnh ngon lành rồi, bác muốn tăng nữa lên. Tăng trung lên. Từ hiệu ứng của bát chép trung thì bác gửi cho lên. Đấy, chỉnh bác lên để em ở giữa, để mức định mức giữa. Thế ngoài ra chỉnh xong thì bác nhớ là cân chỉnh về tiếng tép trung đúng không, rồi cắt tần số chép, rồi cắt tần số trầm, rồi cắt tức là tạo cho cái giọng ca mình nó hay hơn, nó mượt hơn về trung chép. Thế còn khi chỉnh đi, đặc biệt lưu ý em là bác phải xoay này về kênh B, về kênh B thì áp đúng cái bảng này để em chế độ 14 phiên bản sang là gì và đi về và đi đi gì về rồi đi đi
Sau khi mà mình chuyển được cái đèn sang bên này rồi, mình để đúng vị trí 14 và mình ấn đèn tempo này ba cái cho trước khi đèn nó phải nhanh nhanh này. Nó nhanh nhanh xong thì bác muốn lưu lại chế độ thì bác ấn và giữ cái nút to này. Khi nào ba đèn này sáng lên thì coi hoàn thành. Nếu muốn mất đèn thì bác phải chạm tay nhẹ thì mất. Và em tắt điện đi thử nhé, xem nó có nhớ không nhá. Bác nghe tiếng bích nhá. Không nhớ, bác không ấn nút store thì khi bác làm lại là mất rất mất thời gian. L, 1, 2, 3, 4. Ok nhá. Giờ em tắt điện này.